Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay bên Phạm Thức Audio đi lắp được gặp cái cảnh như này các bạn ạ. Cây nó đang nguyên vẹn tự nhiên khoét đục như này. Thế mà bằng nửa cái ô tô đấy. Dạ? Cái tay này á? Nó như thế nào? Nó vòng, chú vòng ra kia, chú quay, ngồi chú quay cái tay này. Có nghĩa là như nào? Chú ngồi hôm nay chú quay, quay cái tay này. À. Mới nhìn biết được cái gọt của nó. Hôm nay đang để thấp như vậy. À. Nó ăn theo đúng không? Ê, quay cái con Camry này. Đây, quay cái con Camry này gái. Biển số bao nhiêu? Đây là ba mấy. Cái con Camry này biển số là 48. Đây, cái cây này đơn giản là cũng có một bộ karaoke này các bạn ạ. Và bộ karaoke với JBL. Nhà chả có gì ngoài cây cảnh. Còn Phạm Thức Audio chả có gì ngoài loa. Đây các bạn nhìn cái vườn nhỏ nhỏ đằng trước. Mà xếp một đống ô tô đằng trước. Như thế này mà mai nó lại sống được nhỉ? Đấy. Nói thế nào ấy? Chắc chắn sống thì ông mới dám làm chứ. Nói thế nào ấy? Bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi chẳng nghe đây để nó bảo nó toi. Bác nhìn này. Mấy chục năm bác, cái này mấy chục năm? 27-28 năm. Cây này hay còn gọi là cây bãi cũng được các bạn. Đeo rồi anh. Huyền đấy, thế huyền đấy. Đẹp không? Có hiểu gì về cây không? Không hiểu. Thế có thấy đẹp không? Đẹp à? Tình em ơi, vì ta đã thương mãi không rời xa. Và dù đêm nắng hạ, qua thật tình, I'm not afraid to die.
không đủ thương. Để anh đi cho chị, cho chị ta ba ba lớn, cho mọi người tình em ơn, vì ta đã đưa mãi không rời xa. Và rồi vì năm tháng qua thật nhanh,